quá nhiều kèo để mình có thể nói nhưng mà lát nữa đợi đâu đó một tí mình sẽ đi phân tích thị trường chung là xem sóng này là sóng xem sóng này là sóng hồi hay là um, như thế nào để có thể thoát hàng sớm anh em có nghĩ là mọi người có nghĩ là sẽ còn một sóng nữa lên đến lên đỉnh cũ không có ai nghĩ như thế không phân tích kèo quyên góp đi từ từ lát nữa mình sẽ phân tích hết nhá Xin chào năm 700 anh em Chào Nguyễn Thị Thu Chào anh Văn Hùng Chào anh Vinh Nguyễn Chào Công Vinh Nốt đi shape, uh, Nốt thì lãn nữa cũng sẽ phân tích luôn Lần này có quá nhiều kèo để có thể mà phân tích cho anh em nhỉ Hy vọng được vào làm ở HC để gặp anh Rian Welcome em Hy vọng em hy vọng sẽ có cơ hội làm việc chung với em Hello thiên mình, Lô oh, 800 anh em Lưu lại để lát nữa xong việc xem lại nhé Không lát nữa mình sẽ xóa luôn mình Lưu mình không lưu đâu Riêng sinh năm bao nhiêu thế Mình sinh năm 95 nhá SOS đi. SOS mình không chơi Nếu là trend down thì mình chơi Bilbo Chơi Bilbo Chào anh Bá Sơn bài Bico nữa sếp ơi Bico nó con con Bico nó còn lâu nó mới đẩy nói chung mà à, nó Bico đợt trước anh phân tích là đã tìm dự án đã chốt lời từ 10 đến đến 20 đô rồi bây giờ vừa trả coi lit tất cả ICO private xong thì à, chắc phải sau quay một thời gian nữa nó mới băm được nó là về riêng về Bico nhưng mà cap, cap cap của Bico full cap đến tận 2 tỷ đô 2 tỷ đô một con số quá lớn cho nên là anh nghĩ là à, anh sẽ không đầu tư bico vào cái thời điểm này chừng nào cái là full cap đó. tính full cap là về khoảng tầm đến 500 triệu đô hoặc là 250 triệu đô thì bắt đầu suy nghĩ mua vào để hâu à, anh không chắc là nếu như mà vùng đó là sẽ sẽ về nhưng mà nếu như mà mua được vùng đó thì khả năng có lời thì nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với hiện tại nói chung hiện tại mua vừa ôm vốn vừa ôm vốn này vừa đợi lâu này cho nên là không chơi thì thôi em bị khuyết tật hai chân liệu có công việc gì ở hc phù hợp không anh à, nói chung là tất cả anh em mình đầu tư hay là tham gia vào thị trường này thì đều dùng cái đầu thôi mà à, tay chỉ có để hoạt động bấm chát chít tất cả những thứ chứ còn chân thì có ảnh hưởng gì đâu nếu như mà em đủ khả năng đủ kinh nghiệm ấy thì có thể ứng tuyển vào hc hc có các vị trí giống như là researcher này Community nói chung là có rất là nhiều vị trí anh em muốn ứng tuyển vào HC thì anh em phải để ý mấy cái uh, trên cái trang chủ này, trang chủ của HC rồi mấy cái kênh của HC để tuyển dụng thì anh em thấy công việc nào phù hợp với mình thì apply đi, app đi thôi đơn giản mà có gì đâu. Uh... C tỷ anh ơi, C 8 thì cứ khâu thôi. Còn C tám anh đã phân tích nhiều lắm rồi nhưng mà được rồi, Bitcoin Bitcoin dụng như là con nào cũng chia hai, chia ba. Ok đó là về xong với Bitcoin nhé Celo tầm bây giờ Celo nữa bây giờ à, khả năng cao theo phân theo cái kinh nghiệm và theo cái nhận định cá nhân của mình thì cái chu kỳ thị trường tăng vừa rồi nó đã mạnh lắm rồi chu kỳ à, đã hai năm từ 2020 chu kỳ đã thay đổi hoàn toàn thường thông thường thì cứ 4 năm cứ 4 năm sẽ update một lần đó là vào halving bitcoin nhưng mà bây giờ nó chu kỳ nó thay đổi hoàn toàn đó là đợt 2020 được 2020 21 thì hai năm tăng liên tục nó không còn chu kỳ như cũ nữa và bây giờ cuộc chơi không phải là cuộc chơi của những con cá con giống như hồi 2017 bây giờ là cuộc chơi của các quốc gia cuộc chơi của các tỷ phú của các quỹ lớn nhất trên thế giới với cả như anh em có thể biết là như anh em có thể thấy là bây giờ Bitcoin nó không còn giống như ngày xưa Bitcoin bây giờ là nó đi theo cái thị trường tình hình kinh tế thế giới chung luôn ví dụ nhá ví dụ như là chứng khoán đao thì Bitcoin sẽ đao anh em để ý đi bây giờ nói chung là Bitcoin nó đã là một phần của thế giới rồi nó là một phần của thế giới rồi. nó không còn giống như ngày xưa đi mua mình một kiểu nói chung là nó đã đủ lớn nó đã khá lớn rồi chứ không phải là nó giống như ngày xưa nữa cho nên là về cái việc mà uh, Uh, kiếm lợi nhuận thì bây giờ nó cũng sẽ khó hơn uh, và riêng là nghĩ là đợt trước thì mình có nói với anh em ấy là tháng 11 um, mình sẽ ao hết an coi nhưng mà thật sự thì mình đã không ao kịp tại vì sao mình chỉ ao mỗi kịp chết này mình cho mấy kèo hâu mình chỉ ao mỗi kịp chết còn C98 không đặt target cho nên là mình thành ra mình cũng đu đỉnh luôn ông oh, mà hôm dạo này like ít để xem nhỉ chỉ có 1.200 anh em à ít một nửa hơn chắc là lâu rồi do mình không 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 lên sáu đúng không ít hơn một nửa so với mấy đợt trước luôn hai nghìn năm trăm này một nghìn khoái mình có thằng bạn tên Tuấn nó rất liều và có tiền có thể ứng tuyển HC không có tiền hay không có tiền thì cũng thế thôi nếu mà đủ điều kiện thì mới được zone còn không nếu như mà có có cỡ nào đi nữa thì cũng phải qua ba vòng rồi mới được zone Nói chung là tiền không phải là vấn đề Nói chung HC không Chưa bao giờ đặt nặng vấn đề đó Ok, để nói qua thì đừng với lại thị trường chung một tí Thì theo cá nhân của mình thì năm nay sẽ là một năm rất là sóng gió cho anh em đầu tư Anh em trong thị trường mình Cho nên là mình nghĩ là vào cuối tháng 2 này Khả năng cao vào cuối tháng 2 này mình sẽ cắt out ra một phần Mình sẽ cắt một số lượng ra USDT để có cơ hội Sẽ chờ cơ hội mua lại với giá thấp hơn bây giờ nhìn về toàn cảnh của thị trường và thế giới thì mình thấy là tuy là um, tuy là tuy là lạm phát nhiều nhưng mà mình không thấy có dòng tiền vào và không thấy một cái trend gì mới để có thể nó tăng trưởng thì bây giờ sẽ có hai trường hợp lên và xuống nếu như mà trường hợp um, lên thì quá rất là dễ rồi mình sẽ kiếm mấy cái dự án mới để chúng ta chơi đúng không nhưng mà trường xuống ấy, thì chúng ta phải chuẩn bị trước à, thế... mình và mình sẽ chuẩn bị vào cuối tháng 2 này mình sẽ cắt ra một phần USDT hoặc và, và còn phần còn lại thì mình sẽ cắt ra bitcoin nói chung là mình sẽ giữ bitcoin nhiều hơn để tránh để tránh và bảo toàn cái số lượng USDT mình đã kiếm được Đấy, thời gian vừa rồi Điều trước uh, cách đây mấy hôm cách đây khoảng tầm một tháng thì mình có mua con buble buble ở 0.12 sau rồi đi ca xuống 0.3 0.3 uh, 0.3 thì hiện tại bây giờ cũng đang x2 đang x2 được rồi lên x3 mà mình không chốt tại vì target target của mình đến cuối tháng 2 thì mình cắt ra nói về kèo Ryan phang 50k đô đi Ryan à, tình hình an an coi chung bây giờ con nào cũng như con nào thôi chỉ có anh em lưu ý này chỉ có một số dự án À, đội mức cơ đội mức kỳ mức cơ mạnh thì họ đẩy lên thôi anh em có thể thấy là tăng 40 50 phần trăm còn đa số lại là an coi nó chỉ hồi chỉ hồi có một chút xíu thôi đại loại ở đây là không có dòng tiền mới vào không có người mới em mọi người hiểu không không có người mới và không có dòng tiền mới vào cho nên là cái việc mà an coi không bay có thể thấy là Bitcoin hồi lại nhưng mà mấy con khác không hồi đó là chuyện bình thường cho nên là à, bây giờ đừng có mơ mộng mà kiếm kèo ví dụ như là X10 hay là X20 nữa Bây giờ thị trường không còn như xưa nữa Thị trường xấu cho nên là cái lợi nhuận của mình nó phải giảm lại Ngày xưa là muốn X10, X20 thôi bỏ đi Nay bây giờ chỉ có X2, X3 là quá hạnh phúc và ấm no rồi 30, 40% là ok rồi Cho nên là phải cân nhắc ở chỗ đó Đừng có mơ mộng ví dụ như là à, Ta phải hâu con này đến X100, X200 lần Có sẽ có nhưng mà nó thì nó sẽ ra rất là khó Cho nên là lưu ý ở chỗ này Nói chung là thực tế một tí Đừng có mơ mộng quá nhiều Ok, đó là về tình hình chung và về cái sóng của bitcoin mình nói đấy sóng bitcoin sóng này chỉ là sóng hồi thôi theo quan điểm cá nhân của mình thôi nếu như mà không có gì thay đổi thì cuối tháng 2 này mình sẽ out ra usdt bớt usdt bớt ok bắt đầu mình sẽ nói về cái kèo um, à? anh em anh em muốn nghe về kèo bill đúng không ok mình sẽ phân tích về bill một tí để cho mọi người có thể hiểu được tại sao mình lại mua nhiều con đó tuy nó chẳng có tác dụng gì bill nó bill bill được Xuất xứ từ con Bilbo là gì nhỉ là từ một nhóm Góp tiền lại để mua một cái gì quyết mẹ Nên là tổng 40 triệu đô mua một cái hiến pháp mua một cái hiến pháp 40 triệu đô nhưng mà cuối cùng ấy là không mua được cái hiến pháp đó Ok mọi người đều một tí mình phải nói Bible xong rồi mới nói đến con hồi hồi chiều góp được chúng ta phải đi từ từ để phân tích uh, Bible là một cái dự án góp tiền lại để mua một cái hiến pháp nhưng mà cuối cùng ấy hiến pháp đó không mua được cho nên hiến pháp hiến pháp nó không mua được cho nên là họ đổi từ uh, họ đổi họ sẽ họ họ ra token họ chia họ chia cho số người mà quyên góp đó ví dụ 40 triệu đô là chia theo tỷ lệ một người bao nhiêu bao nhiêu coi đó tính với các được chưa ạ à? um, nhưng mà theo mình nghĩ thì đó là việc ngẫu nhiên nhưng mà theo mình nghĩ thì tất cả không phải là ngẫu nhiên tất cả đều có kịch bản từ A đến Z trước được chưa ạ à? Mọi người đợi mình một tí nhá Mình sẽ lục lại phân tích Google này một tí Đợt trước mình có phân tích Google trên channel của chính của uh, HC Đây Tất cả bỏ ra 40 triệu đô để mua một cả hiến pháp Nhưng mà nếu như mà theo Ryan nghĩ Góp tiền lại để mua một cái hiến pháp Theo như mình nghĩ Các bạn suy nghĩ đi Mọi người chúng ta đang đi vào phân tích sâu để bơi theo cá nhá. Và tất cả mọi người suy nghĩ đi, nếu như là các bạn thì các bạn nếu như là mọi người thì mọi người có bỏ tiền ra một, mua một cái hiến pháp mà không có lợi gì cho bản thân không? Không đúng không? Chắc chắn là không, mình nói chắc chắn là không luôn nhưng mà nếu như mà có ấy thì cái số lượng người bỏ tiền ra một cái, mua một cái hiến pháp ấy thì nó rất là ít, cực kỳ ít và những người đó hoặc là siêu giàu thì họ mới dám bỏ tiền ra mua một cái hiến pháp uh, như thế. Đúng không ạ? cho nên cho nên vấn đề ở đây là gì vấn đề ở đây là cái số lượng mà người mua mình nghĩ là 40 triệu đô đó là toàn của cá mập toàn của quỹ lớn toàn cả của ba đời dòng họ nhà nó thôi chứ không có chuyện mà anh em mình nhảy vào mà uh, mua được mấy cái đó đâu phải không mua được nhưng mà anh em mình không dám mua mà không mua để làm gì cả sau khi kết thúc cái bảo mua hiến pháp thất bại thì họ bắt đầu mới nói là ok tao bây giờ chia token cho chúng mày anh em nghĩ có trùng hợp như thế không không bao giờ trùng hợp như thế đúng không ạ sau khi không có kế hoạch ra token từ đầu vậy tại sao lại không refund không trả lại cái số tiền đó cho số người uh, cho cho người mua hiến pháp mà lại idrop chuyển thành token để chia tỷ lệ đúng không ạ và cái thêm một cái nữa là nếu như nếu như một cái dự án mà không có đội không có team phát triển không có quỹ các quỹ đứng sau chống lưng thì làm sao có thể lít được lên full tất cả các sàn lớn giống như là Huobi, OKEx, OK, rồi Bion Em có bao giờ đặt um, lý do tại sao mà nó có thể list được full sàn như thế không? Tuy là không có team phát triển không có gì đứng sau. Các bạn có tin được không? Không bao giờ tin đúng không? Tất cả mọi thứ đều là kịch bản, đó là lý do. Đó là lý do mình mua Bibble rất là nhiều. Và mình nói chung là mình đã phân tích lên nhiều ở cái channel của HC rồi. Nói chung là tất cả mọi thứ đều xảy ra có kịch bản từ A đến Z Có đội mực kịch cơ, đội làm giá Rồi listing đúng đuổi, rồi băm đâm tất cả các thứ Tất cả mọi thứ đều có kịch bản Chứ không phải uh, FOMO tự nhiên lên một cái như thế Được chưa ạ? Đó là về mình phân tích về Bible Đó là lý do tại sao mình mua nhiều Bible Ok Chúng phải là may mắn mình tự nhiên vào thấy cái dự án như thế Chạy mua như thế mà nó x2, x3 được đâu Không phải may mắn đâu mà tất cả mình đã phân tích rồi đấy đại loại ấy mình nói như thế này cho mọi người dễ hiểu là con cái con bưu bồ ấy là tôi cần cả làng cả họ nhà nó ôm hết rồi ok cho nên là đó là lý do nó đã đẩy được lên x đến mấy chục lần cát lên đến một, một tỷ đô đó là lý do nó lên được như thế còn trường hợp anh em cứ suy nghĩ mọi người cứ suy nghĩ nếu như mà nó thật sự là idol thật cho những gọi là người bình thường ấy gọi là cho anh em nhảy vào mũi thì nó không thể nào mà nó ít cao như thế được tại vì sao tại vì lên một tí anh em đã xả cho sập rồi làm gì có cơ hội mà ít như thế được chưa ok đó là về bibo và cái đại loại và dự án tiếp theo và dự án hồi chiều mình nói với mọi người ấy mình share mình đây là cái đây là cái dự án mà lần đầu tiên mình thả đây là gọi là cái kèo mà cái dự án mà xàm nhất mà mình từng tham gia kiểu như là nó không có ý nghĩa gì ấy. đấy Uh... đọc như nào nhỉ? À... Ad Sang Dao, Ad Sang Dao, dự án kêu gọi trả tự do cho nhà sáng lập Wiklick Julian. Julian, đọc hồi Julian nhá. Thằng này uh... thằng này tội phạm thằng này là tội phạm chính trị bị kết án bị bị kết án 175 năm tù mà mình nghĩ nếu như mà tội phạm chính trị hạng nặng ấy Bị kết án 175 năm, tù thì thật sự là không bao giờ có thể nào mà ra được Làm sao mà ra được Thế là nó kêu gọi quyên góp đến tận đến giờ là kêu góp được tận 45 triệu đô Thật cực kỳ vớ vẩn luôn Anh em có thấy nó vớ vẩn không? Dự án gì mà kêu gọi thả tự do cho cho thằng tội phạm bị kết án 175 năm tù mà đã thấy còn có cả Vitalik Vitalik Donut 10e 10e Ethereum mình nói chung là không không biết được bọn này nó làm gì nhưng mà mình thấy dự án là cực kỳ xàm à, và mình đang hướng cái dòng tiền là nó chảy 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 theo trend down là nó đi theo trend down cho nên là mình đã có mua vào tầm 50.000 50.000 đô bằng Ethereum xong rồi à, mình đã quyên góp vào cái này để nhận lại là 16 triệu token thì mình nghĩ là lý do mình quyên góp đó là thứ nhất là sắp tới mình tin là trend down nó sẽ xảy ra nhưng như mà trend down xảy ra thì sẽ ok và dự án này có rất là nhiều ol lớn trên thế giới tham gia Nếu như mà anh em có thể lên tweet để check mấy cái đó thì anh em có thể biết nhá Quyết góp, co... nói thật thì đôi khi mình hay nói đùa cho đi không cần nhận lại mình quyên góp kiểu uh, kiểu đi làm từ thiện đấy giống như đi làm từ thiện đấy mà biết đâu <laughs> không cần suy nghĩ lợi nhuận đấy nói chung là anh em có thể vớ vẩn không cực kỳ vớ vẩn và cực kỳ xàm và trong cái thị trường crypto này ấy, cái gì càng xàm ấy là càng ra tiền thật sự luôn uh, dự án nào thì bạn có thể check trên channel của HC hoặc là trên Facebook cá nhân của mình ấy, mình vừa đăng lên lúc chiều. Uh, nó không phải mua, nó mua ở trên cái link Ok nếu như mà các bạn thích thì lát nữa mình sẽ gửi cái link mua cho các bạn có thể tham khảo Nhưng mà mình thấy là cái keo này cực kỳ nguy hiểm với cái grid nó sàm vãi luôn Nó không có một cái gì để mà phân tích cả Đại loại là mình chỉ biết là mình bơi theo cá mập Tại vì sao? Tại vì mình nhìn trong cái lít quyên góp á Thằng quyên góp nhiều nhất là 666 E 666 Ethereum Để nhận lại token Nghe nó ảo thật đấy Mình biết đâu con này lại vượt qua people thì sao Nếu như mà vượt qua people ấy thì cáp khoảng tầm 500 triệu đô mình có thể x10 tài khoản x10 tài khoản được mà nói nói là đó là đang ảo tưởng thôi Nói chung là mình xác định là bỏ 50.000 đô ra để trải nghiệm xem như thế nào à kèo này quên nói với anh em một cái nữa là kèo này kèo này stop 5 phần trăm nhá Tại sao là 5 phần trăm là có nghĩa là sau khi mà 7 ngày mà nó xuất token cho mình ấy anh em có thể có quyền swap từ token đó qua Ethereum lại so với tỷ lệ ban đầu nhưng mà bị lỗ 5%, 5% này là team bên kia chịu phí, mình phải chịu phí cho bên kia. Có nghĩa là ở đây là cùng lắm ấy, trong 7 ngày đầu tiên ấy, cái kèo này anh em mình chỉ có lỗ là 5% thôi. Còn còn không bao giờ lỗ được. Đấy, cho nên là uh, ok. Chơi. Lỗ 5% thì ổn áp. Mấy con landing toàn xịt mà sao vào con nốt nhỉ? Uh, theo cái à uh mình phân tích về nốt một, một tí à, tháng 6 này ấy, theo thông tin mình hỏi được ở trong telegram tele là tháng 6 này uh, dự án sẽ trả private cho quỹ được chưa uh, quỹ uh, sẽ 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 trả sẽ trả token cho quỹ thì tháng 6 này dự án sẽ trả trả token cho quỹ và có một điều nữa là sắp tới cái token metric nó sẽ được đột thay đổi nó sẽ không còn trả thưởng cho theo kiểu là lên đỉnh để nhận token nữa uhm, hoặc là cái tỷ đó là như nó có thể như thế và cái tỷ lệ mà tỷ lệ mà AP nó có thể thay đổi nữa và thêm nữa là cái thay đổi tổng cung của token có nghĩa là hiện tại bây giờ đang là 100 triệu coi thì sẽ đổi qua 1 tỷ coi đồng nghĩa với việc là giá sẽ giảm lại nhưng mà nói chung là giá trị nó giá trị nó sẽ vẫn là như thế thôi nhưng mà uh, giá trị nó sẽ vẫn là như thế nhưng mà chỉ có là số lượng coi là thay đổi thôi thì mình nghĩ là mỗi lần mình để ý mỗi lần mà dự án mà đổi như thế thì nó sẽ băm cho nên là đó là lý do mình cho anh em mua con nốt được chưa? Sai rồi xếp slot 5% là khi dự án đấu giá không thành công chứ mà lít thì khả năng bị xả chia 2 chia 3 là bình thường kèo này tôi có cả ghi là sổ số, số. nó sẽ có hai trường hợp mình có đang ở trên cái được một tí đây nó sẽ có hai cái kịch bản kịch bản đấu giá thành công trong trường hợp giành được NFT Platform của Park địa chỉ mua tinh sinh sẽ nhận được NFT 100% số tiền thu được uh, qua việc donate Ethereum sẽ được chuyển cho uh, Holland Foundation. Foundation đây là quỹ bảo vệ của Julian. Lưu ý rằng cuộc đấu giá NFT sẽ được hiển thị trên OpenSea. Tuy nhiên cuộc đấu giá chỉ diễn ra trên web. Okay. trong vòng 48 giờ sau khi phiên đấu giá kết thúc mã thông báo của giá trị sẽ được triển khai trên nền tảng Juibook. Book nơi những người đóng góp Ethereum như chúng ta có thể claim em và thông, mã thông báo sẽ tốn phí mạng trên Ethereum. OK, đó là cái kịch cái, cái, cái bản đầu tiên, kịch bản đấu giá không thành công này. Nếu không nếu không thắng trong phiên đấu giá NFT, uh, ISDA vẫn sẽ thành công trong sứ mệnh huy động vốn để bảo vệ uh, tiền thu được từ cuộc đấu giá NFT của Park sẽ được chuyển đến quỹ phòng chống Julian tại Ethereum sẽ được sử dụng để đặt thầu cho NFT để được Đây như đã đề cập trong phần Juju đề xuất quản trị Juju 5% số Ethereum sẽ thuộc về dự án sau khi chu kỳ tài trợ round 2 kết thúc. Do đó những người đóng góp chỉ có thể nhận lại tối đa 90 95%, 95 Ethereum của họ nếu Duy chấp thuận đề xuất quản trị những người đóng góp có thể nhận lại 100% Ethereum của họ sẽ có một khoảng thời gian 7 ngày để rút Ethereum ra khỏi DAO Nếu như mà đấu giá thành công mà mình nghĩ mình nghĩ là không thành công đâu nó sẽ có hai trường hợp ông này nó đúng rồi à, sẽ có, nó sẽ có hai trường hợp nếu như mà đấu giá thành công ấy là cái mã thông báo nó sẽ được listing luôn luôn và nếu như mà không đấu giá thành công thì sẽ được refund nhưng mà mình nghĩ là làm sao À, cũng không biết được này đấu giá NFT thì cũng không biết được nói chung kèo này cũng đáng để trải nghiệm thôi chứ còn cũng khó để nói biết trước bọn cá nó muốn làm gì trường hợp nếu như mà anh em mình nó có hai trường hợp nếu như mà anh em mình mua quá nhiều token thì nó sẽ làm cho kiểu mẹ anh em mình phải đái cả các quần xong rồi nó mới băm còn trường hợp thứ hai nếu như mà ít người mua ấy thì nó sẽ cho băm luôn giống như con biu ấy nó là như thế nói chung là vào một ít đu để trải nghiệm ok thôi uh, bồ là là Doc và Shiba V2 đúng không anh? Thật ra thì bồ hiện tại là nó nếu mà theo cái tính theo là giá trị thì nó cũng là một đồng me me coi thôi chứ nó không có gì cả. Nhưng mà đồng bồ này nó lại được listing lên bi chỉ có trên BNB là có đồng ba ba đồng me me coi là Doc coi, Shiba và hiện tại là Bibo. À, uh, hiện tại các em có thể thấy là bồ hiện tại cắt các đang là thấp nhất thì đó cũng là một lý do lớn để lý do lớn để mình, mình mua rất là nhiều bưu bồ trong đợt rồi đợt rồi riền viết riền viết tem nào là mới kỳ mất cơ cho bưu bồ không thật sự thì mình không biết nhưng mà cái đội mà mất kỳ mất cơ cho con bưu bồ cực kỳ láo cực kỳ mất dạy má nó sóng to vãi anh em nào ông ông holder nào mà không vững là rụng hết mà cái con bible này volume volume future của nó đến tận hàng 1 tỷ đến 2 tỷ đô. Cho nên là cái kill long short nó rất là nhiều. Anh em nếu mà chơi chơi con bible này thì cẩn thận. Ship ship chốt bible chưa? Mình chưa chốt bible nhá. Mình vẫn đang còn giữ bible. Hiện tại mình vẫn đang hold bible, mình mua từ 1000 12 xuống đến 0.3 hiện tại đang x2 ấy anh phân tích thị trường từ đây đến cuối tháng được không ok uh, thị trường từ giờ đến cuối tháng thì mình anh nghĩ là nó sẽ là nó sẽ tăng nó sẽ sideways nó sẽ sideways ở đoạn này thôi nó sẽ sideways nó sẽ quay từ 45 đến 48 nghìn nó sẽ đi ngang cái cái đoạn đó nó có thể lên 48 có thể lên đến 50 48 45 đến 48 sẽ lại cái đoạn Bitcoin sẽ show lại 45 đến 48 trong vòng tầm đến cuối tháng 2 và sau cuối tháng 2 thì sẽ có một cú điều chỉnh nữa. Đó là dự đoán thôi, mà dự đoán thì chỉ có 50 50 một lên một xuống nói cũng không biết trước được. Bây giờ chúng ta muốn biết thị trường như thế nào thì phải quan sát thật kỹ thị trường rồi bắt đầu update tin tức tất cả các thứ rồi bắt đầu mới phân tích được chứ còn bây giờ tất cả chỉ là dự đoán thôi. Nhưng mà em có thể follow cái channel của HC ấy. Chừng anh nghĩ là nếu như không có gì thay đổi Thì cuối tháng 2 này anh sẽ ao hết Ao uh, hết Và khi nào anh ao hết thì anh sẽ báo lên channel Để cho mọi người nếu như mà Cảm thấy hợp phong cách thì mọi người có thể follow theo đẹp của, của SOS mới mất dạy anh ạ à. Lít trộm đầy xx rồi xả similar. Cuộc sống à Nhưng mà SOS nó ai góp, công bằng Nó ai drop nói chung là Cũng nhiều anh em được đấy Tỷ lệ anh em mua Anh mua nốt C98 và Casper Trong sinh mục như thế nào vậy Anh chia mỗi con tầm Nói chung là C98 là anh chia 30% Và C98 à, có một điều nữa muốn nói với anh em Nếu như mà anh em hold C98 Là có nghĩa là tháng 7 Tầm khả năng cao là tầm tháng 7 tháng 8 gì đấy Thì C98 sẽ trả private anh em mình là một người mình cũng là một người tham gia đầu tư mình cũng mua việt nhưng mà đến ngày đó mình sẽ out đi mình sẽ đợi giá thấp hơn để mua tại vì khi mà trả vào ra việt thì chắc chắn rồi anh em hiểu đúng không sẽ bị xả không xây dựng tám tháng bảy tháng tám còn nếu như mà anh em nào mà chơi dài hạn hold long term thì hold đến 2026 2026 sẽ sẽ có một mùa mới thì cứ hold cứ giữ luôn thôi mình thấy Mình thấy Mình thấy là bây giờ hiện tại các an coi nó không được đẹp lắm anh em nếu như mà có cái thời điểm này thì không nên hâu chỉ có là chỉ có gọi là nên trây và lướt sóng thôi mình có thể chỉ cho anh em một cái tip để anh em có thể uh, Kiểu, nếu như mà anh em có thể nắm được cái nắm nắm được và hiểu 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 được cái cái tip này thì mình nghĩ là chơi cả đến cả cuộc đời hoặc là sau cuộc đời này cũng không bao giờ thua được mình chỉ có nó đơn giản như thế này thôi mình chỉ cho anh em cái tip này nhá nhưng mà phải làm theo đúng cái tip này thì mới chắc chắn 100% là thắng mình khẳng định 100% luôn anh em ở đây đều tất cả mọi người ở đây đều gọi là tham gia thị trường được một thời gian rồi đúng không nếu như các bạn tham gia thị trường một thời gian được thời gian rồi thì các bạn biết là uh, các bạn biết là uh, khi mà thị trường đau ấy khi mà thị trường đau ví dụ như là chúng ta sẽ canh nhá, thì canh uh, ví dụ như mình có thể các bạn có thể bật uh, các bạn có thể bật cái chạc của Bitcoin lên. Được không ạ? À? Các bạn có thể bật cái chạc của Bitcoin lên. ở ngay cái phím bạn hoặc là lát nữa các bạn nhìn cũng được mình chỉ nói như thế này thôi các bạn có thể thấy trong màn hình này các bạn có thể thấy trong cái màn hình chạc của bitcoin á thì sẽ có mấy cái nến râu nến đỏ đâm xuống là cứ mỗi lần, lần râu nến đỏ như thế là nó sẽ đau từ 20 đến 30 phần trăm có nghĩa bitcoin uh, sẽ, sẽ đây mình sẽ cho mình thực hành luôn bitcoin nó sẽ xuống đây đây là cái cách mà mình chơi mình kiếm được rất là nhiều tiền trong thời gian qua và được rồi cũng đó là lý do mình đi xe bưu bồ nhiều nhưng mà cái này phải quản lý vốn tốt nhá không phải đi xe đâu Đây, anh em có thể thấy là cái hôm đầu tiên là biết từ hai hôm liên tục này biết từ năm bảy xuống bốn hai nghìn năm bảy xuống bốn hai nghìn mình cho là ba mươi phần trăm chưa đó là đợt đau nặng nhất trong cái năm vượt qua năm 2021 đó là đợt đau mạnh nhất đúng không ạ đợt thứ hai là bitcoin từ bốn mươi hai nghìn xuống đến ba mươi hai nghìn nó cũng gần ba mươi phần trăm Vậy ở đây chúng ta cần làm gì? Cứ mỗi lần Bitcoin down từ 20 đến 30 phần trăm Anh em chia vốn ra Bắt đầu DCA mua coin cho mình Sau cái thời gian đó Nó sẽ có một khoảng hồi Nhớ điều này này Sập càng sâu thì sẽ hồi càng mạnh Được chưa? Ít nhất các bạn sẽ Nếu như mà các bạn nếu như mà chơi chắc chắn là, thì Các bạn sẽ ăn được 20 phần Sida cũng 10 phần trăm Mà 20 phần trăm với lại 10 phần trăm là một số tiền không, không phải ít đâu Nó rất là lớn đấy còn nếu như mà anh em nào tốt phân tích tốt giống như là mình được rồi, phân tích múc biểu bồ ấy thì X3 quá ổn đúng không? Cho nên là chúng ta ở đây là gì? À, những hiệu đó là cái đó là một cái tip để anh em có thể mà gia tăng tài sản của mình mà chơi cực kỳ an toàn luôn. Đừng sợ thị trường càng sập càng sâu thì uh, hồi càng nhanh, nhớ câu đó nhá. Sập càng sâu, hồi càng nhanh. Nếu như mà sập sâu canh múc cứ tầm Bitcoin cứ phần 30% đo từ đỉnh xuống, thấy nó ra ví dụ 50.000 đúng không? Xuống 38 36.000 múc. Đấy, từ 42 ngàn xuống đến tận 32, mấy ngàn rồi đúng không? Múc cũng gần gần 30% rồi Thế là đợi nó hồi lại, nó hơi 20, 30% thì chốt lời Sập càng sâu sẽ... Sập càng sâu thì hồi sẽ càng nhanh Đơn giản như thế thôi Và ở cái thời điểm này ấy, Thời điểm này là dòng tiền không có Không có cái trend mới gì để mà kích thích người chơi đổ tiền vào giống Không giống như cái đợt game file vừa rồi không có một cái gì để có kích thích thị trường nó đổ tiền giống như cái hồi DeFi này, giống như hồi GameFi này. Đó trend thì dòng tiền nó đổ vào là ngon, ok, ổn đúng không? Nhưng mà hiện tại á, hiện tại không có một cái trend gì để có kích thích hay là um, kéo dòng tiền từ bên ngoài vào. Mọi người hiểu không ạ? Cho nên à, chúng ta không ưu tiên hâu chúng ta chỉ ưu tiên là lướt sóng thôi nếu ăn 20 30 phần trăm té có số top lót đàng hoàng trừ những dự án nào thực sự ngon và nó thực sự nó thực sự tiềm năng và chúng ta đầu tư dài hạn thì bắt đầu mình hâu còn nếu như mà các bạn đi vay khoảng tầm 50 đến 100 triệu gì đấy mà target trong vòng một năm ấy target trong vòng một năm để mà x2 để mà trả lãi cho người ta hay là mình làm gì đó mình cần tiền hay là hết một năm này mình cần phải dùng tiền hay là hâu trong vòng khoảng tầm không phải hâu mà chơi trong vòng khoảng tầm mấy tháng đó là phải rút tiền ra thì mình khuyên các bạn là không nên không nên nếu như mà như thế thì các bạn sẽ bị mất tiền và các bạn sẽ bị lỗ rất là lỗ rất là nặng đấy nên là lưu ý cái thời điểm này thật sự thì hầu uh, rất là tốt nhưng mà nó đúng thời điểm nếu như mà cách đây khoảng tầm mấy tháng thì mình đã khuyên mọi người rất là nhiều là nên hầu không nên chay không nên lướt không nên lướt sóng chỉ còn nên hầu thôi nhưng mà bây giờ quan điểm của mình đã thay đổi tại vì thị trường nó cũng thay đổi ok chưa à? còn cái nếu như mà anh em nào kiên nhẫn ấy, thì có thể quay lại cái 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 cách mà mình chia sẻ cái tip mà anh để anh em có thể chắc chắn mà kiếm được tiền chắc chắn có thể lãi để có thể chơi theo cái cách đó từ tính cả tính từ hôm nay và tính từ lần kia thì mình mình sẽ bắt đầu thay đổi phong cách phong cách đó như mình chơi sao thì mình chia sẻ như thế nếu như mà mọi người thích thì có thể follow cái channel của HC từ bao giờ mà bắt đáy bao giờ thị trường sập ấy mà bắt đáy ấy thì mình sẽ báo lên đó để chúng ta cùng nhau ok. Thật sự thì cái cách mà thị trường lúc mà thị trường sập ấy Xong rồi vào đi xe ấy, nó cực kỳ an toàn luôn Uh, ngày cụ thể trả vào Rivet C98 là bao nhiêu mình cũng không rõ nữa mình không 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 chưa rõ ngày nhưng anh em yên tâm nếu như mà bao giờ trả thì mình sẽ thông báo trước cho mọi người nhé um, theo mình nghĩ là um, thời điểm hiện tại Bitcoin có điều chỉnh về tầm bao nhiêu mình nghĩ là nếu như mà Bitcoin điều chỉnh thì nó chưa điều chỉnh liền được đâu nó phải đi ngang nó phải đi ngang rồi sau rồi nó mới sập còn bây giờ nó còn đang chen tăng mà đang nó đang tăng mà không sập được đâu cho nên chưa phải, chưa cần phải vội uất Vội ao ăn coi đi mình vẫn đang giữ Bitcoin đang sao 35 đến 60 chưa vào chu kỳ đúng không anh đúng rồi Bitcoin đang sao vùng 30 đến 60 ngàn nhưng mà như thế thì cũng vất vả đấy vất vả cho anh em ôn ăn coi nói anh nói về gram đi gram thì đợt trước anh vẫn đang đu đỉnh anh vẫn đang gần trên hai em thì hàng của Anri, Anri mà Andri thì ý băm hết rồi, băm KB3R này. Băm KB3R này hàng nói chung hàng của gram Phi này tất cả các thứ là băm hết rồi đấy. À, còn mỗi gram là chưa băm thôi. Bây giờ đợi thôi. À, sợ Fed có tăng lãi suất thì thị trường có gãy không nói chung bây giờ nếu như mà chứng khoán gãy ấy, thì Bitcoin cũng gãy mà mình nghĩ là sẽ gãy Sorry ba 30 ngàn đến 60 ngàn cười vãi <cười> Thật sự thì À, bạn buồn cười cũng được nhưng mà thật sự là mình là người mới gọi là mình mình là người ít kinh nghiệm mà và mình là người tham gia thị trường gọi là cũng không lâu lắm cho nên là nếu nếu mà nói sai chỗ nào thì bạn đừng cười nhá sau đó bạn nếu như mà bạn có kinh, kinh, kinh nghiệm hay gì thì bạn có thể chỉ cho mình nhá đừng cười tội mình à, TKO thế nào TKO coi sàn của à, coi sàn của Indo à? đúng rồi TKO là coi sản của Indo thì con đó cùng lắm thì về 0.4 thôi nhưng mà nếu như mà nó mà băm ấy có thể check qua cái con WRX cũng là một dự án của Bayern cũng là cũng là một cái sản của Bayern thì mình nghĩ là nó sẽ băm theo kiểu của WRX thôi TKO ấy Nói chung là TKO là một dự án anh em nếu mà hold long thêm, hơi dài hạn ok Mình nghĩ là trong vòng 1-2 tuần tới thì Bitcoin không thể điều chỉnh được đâu Nó sẽ chỉ có tăng đều thôi Chừng nào nếu như mà khi nào mà Bitcoin muốn điều chỉnh á Thì nói uh, Khi nào mà Bitcoin khi, khi nào mà Bitcoin điều chỉnh á Thì nó sẽ sideways và nó sẽ đi ngang Sau rồi nó mới sập được đúng không ạ Nó phải ít nhất là sideways khoảng tầm vài tuần Và khi đó không thấy trend gì mới hay dòng tiền gì mới thì nó mới sập Chứ không phải Bitcoin chứ không phải là các an coi đâu mà Các ông cứ nghĩ là lên phát là sập xuống Lên phát sập xuống liên tục Đừng có Nay không phải giống như 2017 nữa đâu nó phải có sóng nó phải có chu kỳ của nó chứ phải nói thích sập lập sập đâu <laughs> chị mèo chị thư mèo vãi cả người ít kinh nghiệm thật sự em là một người ít kinh nghiệm cho nên là nếu như mà còn nói sai ở đâu hay là không hợp ý anh em ở đâu thì anh em có thể chỉ giúp cho mình để cho em có thể gọi là biết nhiều hơn còn vào đây tự nhiên bảo xe hơi, vùng bắc còn cười nữa thì chết à, Rian cho mình hỏi đối với mảng game file việc mở khóa token của đội Dep có ảnh hưởng như thế nào về giá mình nói thật luôn là cực kỳ ảnh hưởng và ảnh hưởng vãi luôn tại vì mà nói chung là đa số bởi lại đa số ấy anh em như thế này này mình sẽ chỉ cho anh em một cái tip và một cái này để cho anh em biết là cái việc mở khóa của token của team deep nó không phải là vấn đề được chưa mình sẽ chỉ cho anh em một cái tip không phải chỉ mà mình sẽ nói cái, cái cái, cách hiểu biết của mình ok để cho anh em có thể biết là cái tại sao tại sao có nhiều dự án là họ lại lock token đến hai năm team dip lock token đến 2 năm đúng không có nhiều rất là nhiều dự án ở đây ví dụ mình không tiện nói tiền nhưng mà có rất là nhiều dự án nó lốc đến tận mấy năm đấy nhưng mà lý do tại sao mà dự án nó cứ giảm như thế đã lốc nhiều như thế thấy cũng xịn sò là không tốt cả cái, cái thứ mà tại sao nó cứ giảm đang nói lúc thị trường áp nhá, còn lúc thị trường đau như thế này thì con nào chả đau đúng không? Đau là chuyện bình thường. <laughs> Lên bên là vấn đề. Nhưng mà mình để mình nói rõ cho anh em anh em đang kiểu uh, anh em đang suy nghĩ trong đầu là à dự án bên dự án là họ thật sự là uh, tất cả dự án ở trong cái thị trường này luôn, cứ nghĩ là họ team đép lốc 2 năm thì có nghĩa là hai năm sau họ mới có cần để trả. Nhầm. Đó không phải nhá. Đó là sai hoàn toàn nhưng mà nếu như trong anh em có thể để ý cái token metric ấy sẽ có token marketing này token tất cả các thứ là em là lấy token từ đâu lấy token từ marketing ra để xả ấy đúng không team họ sẽ lấy token từ marketing xả ra để xả và có rất là nhiều dự án ok bây giờ mình nói ví dụ như là anh em có thể để ý lên bayern các dự án lao bát lao, lao bát ở trên bayern nhé anh em có thể để ý là ví dụ như là tổng lưu hạ, được, ví dụ là nó chỉ có cho bán bát ở trên đó là tầm 40% cần thôi. 40 đến 30% thôi là nó sẽ bán ra ngoài. Nó sẽ cho anh em đi farm dùng BNB farm và nó sẽ kiểu vé xổ số, số tất cả các thứ. Được chưa ạ? dùng tiền để vào mua. Được chưa? hầu BNB dùng tiền vào mua thì anh em đâu phải ví dụ như là có 100 triệu coin là nó cho anh em mua hết 100 triệu coin đâu. Nó chỉ cho anh em ba mua 30% thôi, từ 30 triệu coin đến 40 triệu coin và đến một cái cáp nhất định. Ví dụ như một dự án là nó chỉ cho anh em mua tầm Uh, tầm 30 triệu đô uh, hoặc tầm 20 triệu đô hoặc tầm 10 triệu đô mục đích là gì mục đích cái thứ nhất là để để cho có thể FOMO và có thể dễ x tài khoản Ví dụ như anh em có thể để ý là x10, x20 tài khoản Cái thứ hai nữa là team dự án ấy nó có thể dễ đẩy lên Ví dụ anh em xả xả nhiều quá thì nó Ví dụ lượng token ít đúng không thì nó có thể dễ đẩy lên nó có thể dễ làm giá Còn trường hợp thứ ba ấy anh em mà FOMO nhiều quá ấy Nó có một đống token token ấy giống như con beta ấy Nó xả cho vỡ đầu không thể lên được một tí nào luôn Mọi người có hiểu không ạ? Ví dụ 100 triệu token mà chỉ có 30 30 triệu token là nó cho lau bát rồi ai tất cả các thứ ICO chia đều cho tất cả những holder BNB còn 70 token là bọn kim cơ bọn dự án bọn ấy nó giữ hết mẹ lên thì nó xả mà xuống thì <laughs> xuống thì nó đẩy lên thế mới khổ thế mới nhọc đó là anh em ok đó là vì, về cái vấn đề mà tim cho nên là về cái việc mà đép khóa hai ba năm token nó không phải là vấn đề nói chung là bọn kia bọn nó chúng nó đã tính hết rồi cho nên là lốc hay không lốc thì nó cũng như thế thôi được chưa cho nên là cái việc mà tìm lốc hai ba năm thì nó không không phải là vấn đề nó không không nó vẫn chúng nó vẫn cứ có tôi cần xả vào đầu anh em mình bình thường ừ. <laughs> anh em mình là kiểu anh em mình là kiểu một nhà đầu tư thật sự là mình biết điều này và mình nói chung là mình mình hiểu rõ nhưng mà nói chung là vẫn phải bơi theo thôi đấy là cuộc chơi của sao lâu quá anh không like vậy nó thật sự là được rồi là mình thật rồi là được... thật sự là được rồi mình về quê mà về quê thì không có cái gì cả để mà mình có thể ngồi đây nói ví dụ như kiểu như này thật sự cũng muốn nói chuyện với anh em nhiều anh em nhắn tin hỏi thăm bảo tại sao không like rồi như thế nào abc, ABC. nhưng mà thật sự là mình bận phan tôm đi anh phan tôm thì nó rất là ngon nhưng mà thời Thấy tầm này anh chỉ đợi đau xong rồi mua lên thôi chứ bây giờ nói chung là bây giờ việc với cái việc mà mua hâu ấy thì mình rất là quan ngại thật sự nếu như mà thời điểm trước thì mình sẽ nói với anh em là ok hâu hâu đi hâu anh chết nhưng mà ở cái thời điểm này là mình chỉ bảo với anh em là ấy thôi chay thôi lướt thôi đừng dại vào hâu chết xrp thì sao xrp là một dự án scam thế kỷ mình nghĩ là mình siêu scam thằng founder một năm lấy ra mấy trăm triệu coi để xả thì còn cái gì nữa Ryan Donut 50k đi anh Em cũng muốn tự do Anh nói thật với em là nếu như mà có một cái quỹ Donut em Để mà ấy thì anh sẽ quyên góp cho em 5 ngàn đô Được rồi ạ à. Vừa rồi anh quyên góp 50 ngàn đô ấy Thật sự là Nó không phải phép chứ Nói chung là làm việc cái tâm Ai tính về lợi nhuận đâu mà <laughs> <laughs> mình quyên góp để cho ông đi tù ấy. thành du liền mình anh quyên, quyên góp 50.000 đô để cho du liền ấy mà để cho du liền có thể ra tù không mà nhưng mà không biết du liền có ra tù được không <laughs> phải cả lý do một trăm bảy du liền là tội phạm chính trị vì đi tù 175 năm nhưng mà hiện tại sau hai ngày sau hai ngày kêu gọi thì đã quyên góp được khoảng tầm gần bốn triệu đô rồi đấy phân tích Happy Land -y. Happy Land bây giờ mấy cái dự án game file hết thời rồi nên là không phân tích không chơi game nữa Quả trend bây giờ nếu như mà biêu ấy nếu như mà x 10 từ cái giá này gọi là từ 0.3 lên được nếu như mà biêu lên được 0.3 thì mình nghĩ là trend down sẽ xuất hiện và dòng tiền sẽ đổ về trend down rất là nhiều thế, chính vì thế là cho nên là mình cũng đã mua mình cũng đã đầu tư vào 50.000 vào cái 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 down vừa rồi Bibo Bibolian nơi em đu không phải 12 chưa về bờ. Sao không đi không sao không đi CA hả em? Anh nói về silo đi. Cũng một tiếng rồi đấy. Xin chào 1000 bài chào anh em nhá. Nguyên nhận định về dự án Project Sheet với Con nói chưa ra game mà, đợi ra game xong rồi tính tiếp biểu bồ em đu không rồi hai chưa về, về bờ riêng ạ à. nếu như mà chưa về bờ thì đợi tiếp thôi chứ làm bây giờ làm thế nào hả em nếu mà cuối tháng 2 này nếu mà nó không tăng thì cũng chim cút thôi bác phân tích về bico đi bico bico đầu video ấy mình có phân tích rồi nếu như mà bạn muốn nghe lại thì lát nữa có thể uh, khi mà mình kết thúc video thì bạn có thể kéo lại đầu tiên để nghe về uh, Bico nhá Capper thì sao? Capper thì anh cứ vứt đó thôi Capper bây giờ vẫn huề vốn mà Celo ok, anh em cứ hỏi con Celo con nền tảng này quá Thật sự thì trong tất cả uh, Thật sự thì Mình nói thật với lại là mọi người là Coi nền tảng bây giờ nó không Nó không gọi là nó quá nhiều đi mà Celo lại nó không có một cái thằng nào mà đứng ra nó chống lưng chứ cả. Mình nói như thế này nhá. Mình nói như thế này nhá. Mình nói như thế này cho anh em dễ hiểu. Solana là có Sam, Phantom có Andre. BNB, BNB là có CZ, CJ. Đúng chưa? Ethereum có Vitalik những cái dự án mà nó phát triển mạnh và nó những cái dự án nền tảng nó đều có những cái thằng cực kỳ mạnh thì lớn sao chúng lưng Celo anh em biết có ai không Avac thì Avac thì có nhiều quỹ lớn rồi nó có nói còn Celo anh em biết có quỹ nào có thằng nào to to để đứng sau không thật sự là về cái công nghệ hay là cả cái thứ thì mình cũng lười nói lắm mẹ nó có muôn vàn muôn ngàn cái để mà mình chém nhưng mà nói phải có nếu như mà con nền tảng phải có backer khủng nói chung là thằng đứng sau nó phải mạnh cho nên là nếu như mà anh em Celo bây giờ cáp đang thấp cho nên là khả năng x cao thì vẫn có khả năng x thì vẫn có nhưng mà nếu mà để mà so sánh với các nền tảng khác thì mình nghĩ là nó không kiểu không được mạnh ấy cho nên là mình cũng không đánh giá cao Celo lắm đó là phân tích với lại quan điểm cá nhân của mình thôi anh em nếu như mà cũng có thể sai nhưng mà anh em cảm thấy Celo có A16Z coi bay rắc đốt gì nữa mà mấy cái quỹ đó thì con nền tảng nào chẳng có. Thiếu gì? Nia cũng có này. Mà có một thằng thực sự đứng sau ấy, C C Celo có A16Z anh ạ. À. Ừ. <laughs> A16Z thì A16Z thì Solana nó cũng vô mà Ethereum nó cũng vô mà Nia nó cũng vô, Avax à, nó cũng vô có con gì nó không vô đâu mà anh em cứ bảo là C16 gọi ấy. Celo <laughs> được đám Brazil rất phô mà Brazil dân chơi crypto đứng top. Ok, nói chung là mỗi anh em một quan điểm thôi. Yeah, nếu như mà so sánh với các nền tảng khác ở cái thời điểm này thì mình nghĩ là Celo nó không ổn áp lắm nhưng mà thời điểm hiện tại thôi còn nhưng mà biết đâu tương lai sau này nó sẽ ổn áp thì sao khi mà có nó hoàn thiện hơn đúng không ạ nói chung là mình khó có thể nói trước được riêng quan điểm cá nhân của mình thì nếu như mà chơi lướt Celo thì ok còn mình không không không, không ấy nhiều được chưa à? nói chung là cũng có thể phân tích của mình sai anh em cảm thấy thích hợp thì có thể follow còn không thì cứ bỏ qua không phải là mình không chơi mình không đầu tư là nó không ngon đâu atom 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 là một dự án cực kỳ tốt và cực kỳ ổn nhưng mà đến cái thời điểm này thì mình chỉ có gọi là mình sẽ nói với mọi người là chỉ có lướt thôi chứ mình không hâu Bilbo target của anh bao nhiêu Bilbo thì nếu như mà lên lên lại đỉnh cũ ấy thì anh sẽ chốt một phần ra Xong rồi anh sẽ đợi lên 0.3 là anh chốt nốt Bitdao down. Bitdao down là một cái dự án của Bit đúng không? Bybit Bitdao là dự án của Bit Nói chung là Bitdao Hầu Bitdao Hầu Bitdao để chơi lau bát giống như là BNB á Mình không không ấy lắm Nói chung là khó ai có thể vượt qua BNB lắm, ờ, ừ, Điều nhưng mà Nói chung là mình nghĩ không ăn thua Không ngon mình nghĩ thôi còn Ryan update cao Capper và nốt được không? Hỏi mấy lần mà không thấy Ôi Capper, Capper mình nghĩ là mình Capper thì mình cứ giữ đó thôi. Capper nếu như mà về 0.03 ấy, Capper về 0.03 thì mình sẽ mua thêm và mình sẽ hầu đến năm 2026. Nói chung Capper là một đồng coi có thằng founder rất là ok. Nói chung là trừ khi nó scam thôi, nó chạy thôi còn nó mà làm việc thì cứ vứt đấy con đó giống như là cái con đó giống như là Ada mà thời 0.1 đô ấy, em cứ hiểu như thế đơn giản như thế là ok. Nói chung liền anh Nguyễn Mạnh Dũng nói chung là liền đẹp trai nhất làng coi Việt Nam, cái này em cũng nghĩ là như thế. Không gì có thể nào mà không, không sai thế nào cả. <laughs> <laughs> bộ em sẽ đặt target 0.29 chốt anh ạ. À. Anh nghĩ là nếu như là lên đỉnh cũ ấy thì nó sẽ có điều chỉnh lên 0.17 thì nó sẽ điều chỉnh về lại 0.1 cho nên là canh canh chốt rồi 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 rồi, mua lại ấy. C8 có mức kịp mức cơ không Phượng C8 có chứ sao không có Họ không nói thôi Mấy dự án lau bát của Lau bát của BNB dự án nào không có mức kịp mức cơ hết Sao không có được Có nhá Anh nói về HLD đi ạ Con nó không biết nói gì à, Sếp ơi vậy tất cả Tại thời điểm này Tất cả các đồng coi đều mua lướt hả sếp không hâu à, Cũng không hẳn Thật sự nếu như mà mình chúng ta tìm được một đồng coi tiềm năng Và xác định dài hạn Thực sự tiềm năng ấy Thực sự tiềm năng ấy thì chúng ta sẽ lướt còn đối với cái thời điểm hiện tại Anh em nhìn chắc con nào đang x Tuy là nó giảm 20-30% so với đỉnh Nhưng mà con nào cũng đang x100 X200 lần X mấy chục lần từ đáy Đúng không? Đúng không? Nó đang x mấy chục lần từ đáy có phải là nó mới lên sàn mà cắt 5 triệu đô, 10 triệu đô đâu mà chúng ta mua hâu Giống như mình ấy Mình cho anh em hâu con nốt ấy là Tại vì sao? Tại vì cáp của nó còn quá bé Nếu như mà nó giảm thì nó giảm chẳng được bao nhiêu nữa cả Nó không thể nào mà cáp 10 triệu đô mà nó giảm về 1 triệu đô được Đúng không? Chứ thế thì còn cái gì nữa quỹ bọn đầu tư tất cả các thứ nữa cho nên là về còn ví dụ mà anh em mà bây giờ mua mấy con ví dụ như là solana đang x mấy trăm lần thì nó giảm nó chia cho nó bà nhất người à cho nên là uh, lưu ý là nếu như mà tìm được kèo xịn và ngon thì chúng ta xác định giả hạn thì chúng ta sẽ hâu còn nếu như mà kèo nào mà x 100 200 lần để kiếm lợi nhuận ấy thì cứ chơi cái cách như thế này như hồi nãy anh chia sẻ đó là cứ thấy bitcoin đau 30 phần trăm ấy chạy vào múc ăn coi đợi hồi ăn 30 40 phần trăm té cứ như thế ba bốn lần một năm khoảng tầm chục lần như thế là x x tài sản là mỗi lần x mỗi lần tăng 30 phần trăm anh em tính đi. mỗi lần tăng 30 phần trăm thì lên biết bao nhiêu nào Casper viết tiếng Anh như thế nào? Casper CSBR nhá. Mã mã của Casper là CSBR. Anh ơi con Bieber giờ mua được không ạ? Bây giờ thì giá này là hơi căng đấy, nhưng mà cũng được, lướt thôi, lướt đến cuối tháng 2 bán thì ok. Thì đấy? Nghe đồn MRT muốn kích liền làm trùm HC, Mr. gọi là một trader khét tiếng đấy. Mr. T dạo này kinh nghiệm với cả mọi thứ lên rất là nhanh, nếu mà anh em chơi Future thì biết cái khả năng của BTT với lại Bảo Châu ở bên HC nó như thế nào luôn ừ, Rồi, Rồi, cáp phải đẳng cấp luôn Shiba Inu thì sao riền Shiba Inu thì tốt nhất là đừng có động vào mấy con đó nữa Meme coin coi mà tăng mấy chục nghìn lần, mấy triệu lần như thế thì chơi kiểu gì Vào đu đỉnh, muôn đu đỉnh, vào dính vào đao trend thì chua lắm Khả năng x tài khoản lại khả năng x tài khoản lại thấp nhưng mà khả năng đu đỉnh lại cao Tại vì sao? Cap bây giờ đã 6, 7 triệu, 7, 7 8 tỷ đô Bây giờ bây giờ cho mình không nhìn mình không rõ nhưng mà mình tính khoảng tầm 8 ví dụ nhá, các khoảng 8 tỷ đô thì bây giờ nếu muốn x2 nữa thì cần 8 tỷ đô nữa, nói chung là chua. Lướt thì được, nếu như mà anh em thấy có nếu như mà có khả năng chơi phân tích kỹ thuật thì có thể lướt. Còn bây giờ mà nói vào để hâu mấy cái đồng đó thì chịu. Metis anh thấy thế nào? Metis là một dự án tốt và nó chưa listing lên sàn lớn nhưng mà cũng đang ít rất là cao rồi cho nên là em nếu như mà em lướt sóng thì ok còn hâu thì anh không đánh giá cao lắm tiêu chí lựa chọn coi quan trọng nhất của vượng là gì tiêu chí của mình thì nó có rất là nhiều tiêu chí Uh, mỗi mỗi dự án nó lại có một cái tiêu chí khác nhau ví dụ như là coi nền tảng thì nó sẽ có tiêu chí khác game file thì nó có tiêu chí khác cho nên là bây giờ mình không có một cái công thức nào để chúng ta có thể nói tiêu chí được cả nói chung là phải nó phải tùy dự án và nói dự án đó là nó, nó phải là cái gì nữa thì bắt đầu khi đó mới 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 đưa ra tiêu chí được mới 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 đấy nói chung là không có một cái công thức gì đâu nói chung cái web 3 là một cái trend SIDA, trend scam, trend ấy trong web 3 nó có rất là nhiều thứ anh em ạ. À. Cho nên là mình cái trend web 3 thì thôi. Bitcoin tạo đáy rồi. Bitcoin tạo đáy rồi nhưng mà thị trường không ủng hộ, DeFi tất cả các thứ nó không không ok. Nói chung là DeFi bây giờ cũng 2020, 2021, DeFi, 2020 DeFi cái thứ nhưng mà lụi tàn rồi. SOS á, SOS 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 nói chung SOS bình thường. SOS hồi nãy nói sơ qua này nhỉ. Hồi nãy nốt nói rồi mà ta. Ok. Mình sẽ trả lời anh em trong vòng 5 phút nữa. Anh em có thể hỏi mình cái gì mà anh em thắc mắc hay là các mọi thứ về AZ cuộc sống này kia cái gì cũng được khoảng tầm 15 phút nữa Warren sẽ kết thúc livestream ở đây mình sẽ 15 phút nữa mọi người nhá 20 giờ 45 mình sẽ kết thúc livestream Linh lâu dài còn ít, ít bao nhiêu lần nữa anh Linh thì một dự án rất là tốt và lâu dài thì nó rất là ngon nhưng mà quan trọng là em mua giá nào dự án thì tốt rồi đó ngon rồi nhưng mà quan trọng anh em mình là nhà đầu tư mà anh em mình phải kiếm lợi nhuận đúng không cho nên là phải cố gắng làm sao mà tính được cái vốn hóa cái cáp xong rồi mua được uh, cái mua được canh mà mua được cái giá mà mình có thể sinh lời trong tương lai chứ không phải là thấy dự án ngon rồi sau đó dự án xịn sò xong rồi cứ lao đầu vào mua như thế thì Đu đỉnh không về bờ đâu nhá ngon thì ngon rồi nhưng mà mua giá nào quan trọng mua giá nào trong tương lai có thể sinh lời ba vòng tuyển chọn của HC là gì? Một vòng là gửi hồ sơ, hai vòng phỏng vấn. Đi 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 phai lụi thì C98 hoặc đi 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 bụi rồi. Thì nó đang lụi rồi, bây giờ nó đang đợi chen mới, không biết trend mới là cái gì, mình hy vọng là đau. Nhưng mà đau thì tại vì mình đánh cược vào đau rất là nhiều, mình mua khá là nhiều bubble Phantom Phantom Long Thêm Sauron Phantom á Phantom thì cứ xem Bây giờ mình chỉ cho bạn nhá Mình chỉ cho bạn cái bạn xem là Phantom là coi nền tảng đúng không Bây giờ bạn có thể ngó qua các coi nền tảng ở trên thị trường con nào là xịn sò và con nào xứng đáng để sánh vai với lại ngang tôm xong rồi các bạn có thể tính cắt. Ví dụ nhá, bạn nghĩ là Phantom sẽ bằng Solana thì bạn hãy xem là cái đỉnh của Solana là có cáp bao nhiêu triệu đô bao nhiêu lên được bao nhiêu ví dụ 200 tỷ hay bao nhiêu tỷ đô đó thì bạn bắt đầu tính vào các của Phantom hoặc bạn thấy là à, Phantom rất là yếu không bằng Solana thì bạn tính các khoảng tầm 100 rồi chia đôi ví dụ như là Phantom có thể lên tính khoảng tầm các 100 tỷ thôi kiểu kiểu đại lại như thế ví chung là con nền tảng thì cứ kiếm cái con nền tảng là xin so nhất xong rồi so sánh dễ hiểu mà đúng không anh ơi coi cũ neo rồi có về lại 100 đô được không anh hơi anh nghĩ là không neo mấy con à, 2017 ấy cái dàn coi tốt ấy nó khác và 2018 nó khác 2019 ấy, nó cũng khác 2020 nó cũng khác bây giờ nó cũng khác mỗi ngày nhưng mà mấy con coi, coi cũ bây giờ ai chơi nữa mấy con coi cũ đó bây giờ không thể không có đội mất kịp mất cơ mấy con đơn giản nói anh em hiểu như thế này này mấy con coi cũ là không có đội mất kịp mất cơ Uh, Nốt tháng 6 trả private thì nên bán trước tháng 6 đúng không anh? Nốt em đang chia hai Em ơi, anh sẽ anh muốn chia sẻ với em cái này đó là Nốt ấy, nếu như mà bây giờ trả token ấy mà bọn private mà xả Thì dự án toang luôn, chết luôn Tại vì sao? Tại vì nó không có volume Nó không phải giống mấy con kia Nó không có thanh khoản Muốn xả cũng không xả được Em chỉ cần xả 100 ngàn đô là nó đã giảm 10-20% rồi Được chưa? Nhưng mà đây là nó trả rất là nhiều cho nên bây giờ ấy, lý do anh cho anh em mua ấy là không phải là ấy mà lý do anh cho mua là nó trả private cho nên anh mới cho anh, anh em mua. Anh nghĩ là nếu như mà tháng 6 này nó trả thì nó muốn xả ấy, nó phải đẩy lên để mà nó xả, nó mới có lượng thanh khoản, đúng chưa Chứ không phải là khi nào cũng cứ trả tôi cần là đẩy xả đâu, nói chung là đại loại hồi nãy anh đã nói nhiều là không có công thức nào để mà tính toán của dự án đâu cả. Kiểu như thế. đốt sao đốt uh. Caria Chen của Việt Nam đi Caria Chen Việt Nam mình không biết Mình không phân tích được Mình không tìm hiểu về Caria nên mình không dám phân tích Jen có biết Voxy Sandex Future Submanet Mua con này được không? Nếu như mà Sandex mà Future thì ngon đấy Ờ, uh, em nghĩ là nếu như em nghĩ là tương lai của crypto sẽ là ở trên Dex hết uh, với lại là còn lại còn là future ở trên Dex nữa nó giống như là DI, DX hay là um, pep thì em nghĩ là nếu như mà anh đầu tư anh xem packer như thế nào tất cả mọi thứ như thế nào thì có thể đầu tư một ít được dài hạn được future trên Dex đúng không ổn đó là một tương lai nó sẽ là như thế đấy Mình quan trọng là quan trọng là dự án đứng sau như nào, rồi token metric như sao. Nói chung là cũng nhiều thứ. Còn về cái future trên deck là ok ổn áp rồi. Có thể đầu tư. Anh nghĩ thế nào về mối về tình yêu đồng giới? Uhm. Anh nghĩ là tình yêu đồng giới cũng ok thôi, nhưng mà em nên đi tìm người khác chứ còn anh <laughs> còn anh còn đang đi kiếm vợ long nhá anh biết là giới tính của em không được bình thường nên giới tính của em uh, giới tính của em nó gọi là hơi lệch lạc một tí nhưng mà anh cũng không buồn vì chuyện đó anh rất hiểu và cảm thông cho em c chín sắp trả một ra về cắt không c tám còn lâu mới trả mà NIM sắp bán sắp sale token trên Coinlist thì như thế nào? Ok mà. Mấy con trên Coinlist là chị chị chị, chị, chị Trang ấy, chị có thể chơi ở trên đó thoải mái. Ờ uh, Coinlist ok, quan trọng là chị có trúng được hay không ấy. Đa số ở trên Coinlist thì tỷ lệ thua khó lắm. Có ăn ít hay ăn nhiều thôi, nhưng mà vẫn có thua nhá. Tùy thị trường như thế nào. chị cứ đăng ký xong rồi làm chơi mấy con trên đó thôi Có G63 mà không có được thư vũ Thật ra cái con G63 nó mình mua trả góp thôi Mình làm gì có tiền Và cũng không phải đứng tên mình nữa Mình chỉ có gọi là mượn Nếu mà sau này mình có G63 Thì mình sẽ đi tán thư vũ Nice <laughs> đúng mẹ thằng này họ chẳng thế đang loa nghe về coi thì bố vào nghe đúng đoạn tình yêu đồng giới <laughs> đen giải đáp tất cả các, các các tình yêu đồng giới hay là chuyển giới thì cũng ok luôn Serum <laughs> theo đau anh nghĩ trên tới có thể lên lại không Cherum 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 anh còn hơn một triệu coi Monmem ổn không anh? Monmem rất là ổn nhưng mà cáp bây giờ nó to lắm Không nên đầu tư, chỉ còn nên lướt thôi Bây giờ cái thời điểm này anh em con nào mà cap to thì cho deck đi, lướt thôi à, Nhiều anh em hỏi Monmem này Monmem ngon, ổn nhưng mà cắt to mua sợ đu đỉnh thôi đây này nguyễn hoài thương cũng theo Ryan từ khi Ryan mua con mèo cờ tới giờ cảm ơn chân thành những kiến thức và sự dẫn dắt của Ryan trong thời gian vừa qua cảm ơn bạn rất là nhiều cảm ơn bạn đã động viên mình không có tiền ông im mẹ mồm đi mình nói thật nếu mà mình có tiền ấy mình có tiền thì mình đã làm những điều mình thích rồi bây giờ mình không có tiền nên là mình phát vẫn... nói chung là chịu thôi bị bị chửi như thế là chuyện bình thường thế nào mai mốt mình có tiền mình chửi lại alo Ủa, có kiểu hả con đang bận nhá lát là cô gọi lại hiện tại HC có đang sử dụng không? bạn có thể để ý lên website của HC hoặc là các kênh chính thức của HC nhé. OK, xin chào. Uh, bây giờ anh em cũng vắng vắng rồi, à, sẽ xin phép kết thúc livestream ở đây. Cũng nói chuyện với anh em hơn một tiếng, một tiếng rưỡi đấy. Anh em có muốn tuần sau có, anh em có muốn tuần sau live tiếp không? Tuần sau hay là mình ngày sau? <laughs> nói nhiều quá, không? chẳng biết nói gì. Bây giờ bây giờ BBOL nên vào giá nào? Nếu như mà vào giá này thì stop loss ở 700 nhá. 0.07 nếu như mà nếu như mà mua bộ giá này thì có thể stop loss ở 0.07 thùng 0.07 là chạy. Xem Leon. Xem like của Leon, vừa học được kiến thức vừa bổ mắt. Anh em có yêu cầu xem cái gì không? Mình có thể sâu lên cho mọi người xem mình thoải mái luôn. Em là người mới giờ muốn mua một con coi để hầu mong anh cho em lời khuyên. Uhm, anh nghĩ là nếu như mà em là người mới ấy, thì em nên tìm hiểu thị trường trước. Và anh có một lời khuyên chân thành dành cho em là hãy bắt đầu bằng số tiền nhỏ nhất có thể. Nhá. Ví dụ như là em có thể dùng 100 đô, 200 đô để vào trải nghiệm cái thị trường này. Khi mà em cảm thấy ổn rồi thì em hãy bỏ nhiều tiền vào. Mà không là mất hết là mất tất cả đấy. Mất khi nào mà có kinh nghiệm rồi, biết như thế này như thế kia rồi mà hết mất tiền thì chịu. Đừng giống anh ngày xưa Like cố định đi Nhiều khi cũng muốn like cố định lắm Nhưng mà kiểu... Hát đi Thật Nếu như mà mình hát thì Nếu như mà ngày xưa mình không theo nghiệp trading Mình không theo crypto Thì bây giờ khéo mình đã là ca sĩ nổi tiếng rồi Mình <laughs> Sau nội tạng đi nào Sao anh đẹp trai thế ạ? Like nhiều đi rồi. Ok, xin chào mọi người nhá. Rồi sẽ xin phép kết thúc livestream ở đây, sẽ hẹn hẹn mọi người vào livestream lần sau. Bye bye. À, xin chào mọi người. Bye bye mọi người nhá. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.